Chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với video uống cà phê cùng với mình trong chuỗi series trả lời những câu hỏi không có lời hồi đáp. Trong cái câu nói của người đó nó có quá nhiều yếu tố tô xích, tức là họ kể cho mình nghe một cái câu chuyện từ cái cảm nhận của họ thông qua lời nói của bạn. Và trong video ngày hôm nay mình cảm thấy khá là đặc biệt vì tập này của tụi mình đã đi tới số thứ hai rồi. Và trong cái số thứ hai này mình cũng có khá là nhiều điều muốn chia sẻ cùng với các bạn. Thế cho nên là các bạn hãy lấy cho mình một ly cà phê và ngồi xuống uống cà phê cùng với mình và chúng ta cùng trò chuyện với nhau nhé. Ngày hôm nay tụi mình sẽ cùng đi lướt trên những cái comment liên quan đến chủ đề là động lực và làm sao để lấy được động lực. Thì mình có đọc được những cái câu hỏi rất là chung chung về việc là làm sao mà mình có được cái động lực để mình làm cái việc này, làm sao mà mình có cái động lực để mà mình vượt qua những cái việc khác. Thì thực ra cái chủ đề này nó có khá là nhiều người họ phân tích rồi. Và mình muốn chia sẻ với các bạn điều đầu tiên khi mình cảm thấy không có động lực, đó chính là mình hãy thoát ra khỏi cái môi trường mình đang gặp. Thoát ra đầu tiên là mình sẽ làm một cái gì đó khác với bình thường. Nếu như một ngày quy trình của các bạn là tắm rửa nghỉ ngơi, ăn uống, đi làm và về nhà lại lặp lại cái chu trình đó, thì các bạn có thể ngồi lại giống như mình, hoặc là các bạn có thể ngồi ở một nơi nào đó thoáng mát và các bạn thử suy xét lại xem coi là trong một tuần vừa qua các bạn đã có đi tới nơi nào chưa, các bạn đã có gặp gỡ người nào mới chưa, hay là các bạn đã gặp lại cái người thân của mình chưa, hay là các bạn có đi đến một cái sự kiện nào mới mới không. Sự kiện mới như chẳng hạn là đi xem một bộ phim mới, hoặc là đi đến một cái địa điểm, quán cà phê, quán ăn nào đó họ mới mở để mình có thể biết thêm. Mình nên yêu lấy bản thân mình dù là ở bất cứ nơi đâu, dù là bất cứ hoàn cảnh nào. Và mình nên yêu lấy cái bộ não của mình để tránh đưa vào trong đầu mình những cái điều độc hại, tránh đưa vào trong cái đầu mình những cái điều mà nó toxic nhất có thể. Thì hạn chế những điều đó bằng cách là các bạn sẽ điều khiển một vài cách mà mình đã điều khiển cái bộ não của mình khi mình gặp một vài vấn đề, khi mình đối diện với một vài yếu tố mà mình cảm thấy không mong muốn. Ví dụ như là sẽ cảm thấy hơi bị không vui khi mình nói chuyện với người đấy. Trong cái câu nói của người đó nó có quá nhiều yếu tố toxic, tức là họ kể cho mình nghe một cái câu chuyện từ cái cảm nhận của họ thông qua lời nói của họ là lời nói giận dữ. Và mình cảm thấy rất là mệt mỏi khi mà mỗi lần nói chuyện với người đấy. Kết thúc câu chuyện thì mình cảm thấy cái năng lượng đó nó làm cho mình bị hụt cái tâm trạng mình đi. Nó làm cho tâm trạng của mình nó bước xuống một cái bậc thang thấp hơn. Cho nên là mình đã hẹn lọc hơi trong khi mà mình nói chuyện với cái người đó, là mình sẽ nói ngắn gọn, hỏi đúng vào trọng tâm và không lan man, để tránh đi một chút để hạn chế cái yếu tố toxic vào trong người. Và trong một tháng ấy, thì luôn luôn có những ngày mà các bạn sẽ cảm thấy không vui, bản thân mình cũng thế. Để mà vượt qua được những ngày không vui đó thì chúng ta nên có một cái to do list, là làm những cái việc mà mình sẽ làm vào những cái lúc mà như vậy. Thì trong một cái to do list đó, nó sẽ ghi lại những cái công việc mà các bạn quan sát ở trong nhà hàng ngày. Mỗi ngày những cái công việc nào mà bạn cảm thấy là mình chưa có thể đụng đến ngay được, và mình sẽ làm nó vào cái thời điểm cụ thể. Thì các bạn có thể là note nó vào trong một cái to do list trên một quyển sổ, trên một cái app. Các bạn có thể mở nó ra bất cứ khi nào mà các bạn cảm thấy tâm hồn tôi đang không nhẹ, không có nhẹ như lông hồng, thì tôi sẽ làm cái việc này trong cái lúc giải trí, trong cái lúc mà tôi cảm thấy như vậy. Thì mình đã áp dụng cái công việc đó bằng cách là mình sẽ làm việc trong vòng khoảng 30 đến 1 tiếng đồng hồ chẳng hạn. Thì cái thời gian breakdown của mình ấy, thì mình sẽ tranh thủ mình đứng lên mình làm cái việc đó. Mình lấy một ví dụ ha. Thường thì tụi mình sẽ làm việc trong vòng 30 phút đến 1 tiếng, rồi mình sẽ nghỉ 5 phút, 10 phút. Thì trong thời gian nghỉ đó, mình có thể đứng lên là mình dọn dẹp những cái quần áo mà mình mua về nhưng mà mình chưa đụng vào, hoặc là những cái thùng giấy mà mình mua về mình bóc hàng nó rồi nhưng mà mình vẫn chưa có xếp nó gọn lại để bỏ đem cho những cô bé trai. Thì mình sẽ đứng lên mình làm việc đó. Thì mỗi ngày, mỗi giờ mình sẽ tranh thủ mình làm cái việc đó một ít, thì cái hiệu quả của cái việc dọn dẹp đấy nó sẽ không làm cho các bạn mệt,
và nó cũng sẽ đem lại cho các bạn một cái năng suất mới hơn. Trong cái kết quả của cái việc mà làm từ nhỏ, chia nhỏ ra thì nó tạo ra một kết quả khá là lớn. Các bạn thử áp dụng cái phương pháp này của mình thử xem coi là nó có một cái hiệu quả như thế nào hay không. Mình rất hy vọng là trong cái series Uống Cà Phê Buổi Sáng cùng với mình như thế này để trả lời những cái câu hỏi không có ai trả lời trên một vài comment dạo, thì hy vọng là các bạn hứng thú với những cái câu trả lời của mình. Và nếu như mà các bạn có thêm những cái câu hỏi nào hay những cái ý kiến nào đó mà các bạn cảm thấy hay, các bạn có thể đề xuất với mình ở dưới comment nha. Và tụi mình có thể kết nối với nhau nhiều hơn trên Instagram là Rita Art. Và mình cũng muốn chia sẻ với các bạn là series này sẽ không có ra liên tục, và mình sẽ chỉ chắt lọc những câu hỏi gợi được khơi trao để có thể gửi đến cho các bạn một cách chắt lọc nhất. Và mình cũng muốn thông báo cho các bạn một tin mới là tụi mình sẽ có một vài tập nhỏ liên quan đến quản lý chi tiêu cá nhân, quản lý công việc cá nhân trong vài năm. Thì hy vọng là các bạn cảm thấy hứng thú với lại cái series này. Nó cũng ngắn thôi, không dài đâu, nhưng mà hy vọng là nó sẽ mang lại một cái kết quả tốt cho các bạn. Thì trong cái số lần này tụi mình sẽ đi chi tiết hơn vào cái phần đó. Mình sẽ không nói chung chung, mình sẽ không nói bao quát giống như cái số trước của mình nữa. Mình sẽ nói chi tiết hơn và hy vọng là các bạn sẽ đón nhận cái số mới này của mình. Và rất là cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với mình xuyên suốt trong 3 tập vừa rồi. Và hy vọng là các bạn có thể coi lại tập đầu tiên của mình. Mình sẽ để ở bên này để các bạn có thể coi được nhiều hơn. Hy vọng là các bạn enjoy khi mà xem video của mình ha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Đừng quên bấm like, thích kênh và bật chuông thông báo có video mới. Xin tạm biệt.